Mình là Hằng, chào các bạn đến với kênh Hằng TV. Hôm nay mình dẫn các bạn vô chùa Bào Móp. Hiện giờ mình đang ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mọi người đi theo mình nhé. Mình dẫn mọi người đi lên ông Phật Như Lạc nha mọi người. Đây đá tượng trưng, mọi người thấy không? Ở trên đây là có một con đại bàng. Con đại bàng đứng ở trên đầu. Mình thấy con hạc nữa đó mọi người. Mọi người thấy hạc không? Ở bên đây là mình thấy con khỉ. Khỉ ăn chuối. Thôi giờ mình dẫn mọi người đi lên ông Phật Như Lạc. Đây mình lên chỗ ông Phật Như Lạc. Không gian rất là ấm. Đây mình quay toàn cảnh ở phía xa chùa cho mọi người xem nhé. Ruộng lúa mênh mông, cánh đồng. Hình như là tới mùa lúa người ta cắt lúa rồi mọi người ơi. Ở bên đây sân rất rộng. Mình quay được, mình đứng mình quay được phía đằng trước của ngôi chùa đó, mọi người thấy không? Đây là chùa Bào Móp, miếu bà chú xứ Bào Móp. Mình dẫn các bạn xuống hồ nhé. Ở dưới hồ là mình thấy là hoa lục bình, cây lục bình chứ không có hoa sen, sen lá sen, lá sen chỉ mình thấy là gương sen chứ không thấy bông luôn mọi người ơi. Ở dưới hồ này có cá nữa nha mọi người, nhưng mình phải là cho ăn cá mới nổi lên. Đây là không gian của hồ,
Mình đi bên này là mình thấy được hoa sen rồi đó mọi người. Đây, hoa sen này mình thấy được một bông hoa. Hình như là ở đây hết mùa hoa sen hay gì đó mọi người. Đây là bà Thánh Mẫu. Giờ mình đi ra sao á? Hiện tại là 4 giờ chiều đó mọi người. Mình đang ở chùa Bà Mốt là 4 giờ chiều. Ở phía sau chùa Bà Mốt có ông Phật Như Lạc nữa mọi người. Đây mọi người thấy hồ Bà Mốt không? Toàn cảnh phía sau lưng của chùa. Nè nè mình ơi, mọi người thấy cá không? Mình thấy cá rồi. Đứng đây mình thấy con cá rồi đó mọi người. Đó, quá lớn. Cá to quá mọi người ơi. Đó. Ý, con cá cha. Con cá cha mọi người ơi. Kìa. Wow, cá điêu hồng kìa.